đã mất của còn bị nói là dại quá. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra một vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trang mạng kết nối hẹn hò. Trước đó, ông Dũng sinh năm 1968 là một Việt kiều Mỹ đã có đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố phản ánh việc mình bị Trương Thị Cẩm Nhung sinh năm 1987 ngụ ở quận 8 lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 139.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Ông Dũng giữa năm 2019, ông có quen biết với Nhung thông qua một trang mạng chuyên kết nối hẹn hò. Sau thời gian tìm hiểu đầu năm 2022, Nhung cho ông Dũng biết sắp tới sẽ đi du lịch đến Mỹ để cả hai có cơ hội gặp nhau trực tiếp. Đến đầu tháng 3 năm 2022, Nhung thông báo cho ông Dũng biết là đã có lịch phỏng vấn vào tháng 4 năm 2022 để xin được visa thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Nhung nói với ông Dũng rằng bản thân cần là 39.000 đô trong tài khoản để chứng minh tài chính của mình. Tin tưởng người tình, ông Dũng đã chuyển cho Nhung số tiền là 39.000 đô. Đến cuối tháng 3 năm 2022, người phụ nữ này lại tiếp tục đề nghị ông Dũng chuyển thêm 50.000 đô làm tài sản bảo đảm mới được đi qua Mỹ và hứa sẽ trả lại khi cả hai gặp nhau. Ông Dũng lại chuyển thêm cho người tình 50.000 đô. Vài ngày sau, Nhung nói ông Dũng nhập sai thông tin nên tiền chưa vào tài khoản và cần chuyển gấp thêm 50.000 đô để kịp phỏng vấn. Lúc này ông Dũng tiếp tục chuyển thêm 50.000 đô vào tài khoản cho Nhung. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng là 139.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 3 tỷ đồng Việt Nam, từ ông Dũng thì Nhung đã bất ngờ khóa máy và cắt liên lạc. Lúc này ông Dũng tìm hiểu thì phát hiện trong danh sách những người được gọi phỏng vấn để cấp visa nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này không có tên của Nhung. Ngay sau đó, ông Dũng đã làm đơn tố cáo gửi đến công an thành phố. Khi công an vào cuộc điều tra thì phát hiện Nhung đã bỏ nhà đi khỏi địa phương, không rõ làm gì ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đề nghị Trương Thị Cẩm Nhung hiện đang ở đâu nhanh chóng đến đội 8 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tùng để phục vụ công tác điều tra. Ai biết thông tin về Nhung xin báo về phòng cảnh sát hình sự theo địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất. Được theo như chia sẻ của một số người bạn của Dũng cho biết, ông cũng đã một đôi lần về gặp người này và đã có những cuộc hẹn hò chóng vánh với người này, nên sự việc mới ra nông nỗi như thế. Vào năm 1978 thì bà Lisa Đàm đã rời khỏi Việt Nam cùng với 50 người khác. Họ đã bị lạc trên Biển Đông và trôi dạt trên một chiếc thuyền đánh cá trong tháng này và đã được đoàn tụ với người đàn ông đã cứu bà và những người trên thuyền, bao gồm 18 trẻ em. Bà khi đó 19 tuổi đã xúc động nhớ lại những ngày lênh đênh trên biển, không thức ăn, nước uống và không một chút hy vọng. Bà kể rằng nhiều tàu thuyền đi ngang qua nhưng không ai cứu họ. May mắn thay, ông Peterson là phó tàu Gateway City đã phát hiện ra chiếc thuyền của bà. Khi thấy các gia đình bị nhồi nhét trên thuyền, ông đã nhất quyết đưa họ lên chiếc tàu container khổng lồ, mặc dù thuyền trưởng của ông không đồng ý. Bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm ghi lại hồ sơ từng người và quyết định của ông đã cứu sống những người này. Trong nhiều năm, ông cố gắng tìm lại tất cả 51 người ở trên thuyền. Vào năm 2018, một người hàng xóm ở Seattle đã tò mò và am hiểu về máy tính đã nhìn thấy bức ảnh chiếc thuyền trên ở trong một văn phòng của ông Peterson và đã hỏi về bức hình này. Ông sau đó đã cung cấp cho người hàng xóm một danh sách những cái tên mà ông đã giữ trong hơn 4 thập niên qua, và hôm sau người hàng xóm đã quay lại với một chiếc điện thoại và nói: "Minh đây." Vào thời điểm đó, ông Minh Nguyễn mới 2 tuổi và ông là người đầu tiên trong số 51 người đã kết nối lại với ông Peterson vào năm 2018. Trong những năm qua thì ông đã đoàn tụ với 28 người, bao gồm cả bà Dam, và Dam tin rằng ông Peterson đã cho bà một cơ hội thứ hai trong cuộc đời của mình. Ông Peterson hy vọng có thể kết nối với 23 người còn lại và ông muốn biết chuyện gì đã diễn ra với tất cả mọi người. Qua những câu chuyện tương tự như vậy, chúng ta thấy nhiều đồng hương đến Mỹ sau này đã có sự chuẩn bị, kể cả những trường hợp có người thân ở bên này, chuẩn bị cho mọi sự, từ nơi ăn, chốn ở cho đến giấy tờ. Thì sự ngỡ ngàng khi đặt chân đến Mỹ
đó là điều may phúc vô cùng. Và phải chăng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn thì mãi đó là điều nhắc nhở chúng ta biết mang ơn khi nhận ơn và thể hiện lòng biết ơn trong chính đời sống của chúng ta. Có những bài học mà người thân yêu của chúng ta đã đến đây và đã giúp đỡ cho chúng ta. Và rồi chính người thân, những người được giúp đỡ lại quay trở lại, lại phản bội sự giúp đỡ đó, thì đó là những tình huống vô cùng đau lòng và thật đáng tiếc cho những người bội ơn. Và rồi cuộc sống của họ tương lai sẽ ra sao khi họ chỉ chọn lối sống và cách sống đó để mà thể hiện trong đời sống của mình, và rồi chính cái cách sống của họ cũng giáo dục cho con em của họ, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Cuối cùng họ trả giá, những điều mà họ gieo lại họ bất ngờ, họ không biết tại sao con em của họ có cách hành xử và cư xử như vậy. Có thể nhiều người nói rằng đời sống ở đây thực sự là vất vả cay đắng, tuy nhiên điều trân trọng với cuộc sống mà chúng ta để xác định một cuộc sống đó có giá trị cho mình hay không, thì chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những điều chúng ta có ở một đất nước trước đây chúng ta sống, và rồi chúng ta đến đây để rồi chúng ta làm một cuộc sống mới. Không ai bỏ đi cái tốt để mà chọn cái xấu hết. Và phải chăng điều mà chúng ta chọn, chúng ta chưa nỗ lực hết mình và sống chính cái giá trị chúng ta chọn, bởi chính cuộc sống của chúng ta và sự nỗ lực cố gắng của chúng ta cộng với ơn trên ban phúc cho chúng ta để chúng ta tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, chứ không điều gì mà tự nhiên mà đến giống như quả sung rụng hay là điều gì đó ở trên trời rớt xuống. Tất cả đều phải cố gắng với những điều mà ông trời đã phú ban cho ta, ông trời ban cho ta cơ hội, và có nắm được cơ hội và giữ lấy và phát triển cơ hội ấy hay không là do sự cộng tác của chúng ta. Kính thưa quý bà cô bác, chúng ta thường có thói quen bị dẫn dắt bởi truyền thông, bởi chắc chắn rằng truyền thông đó là một hệ thống nói dối. Khi chúng ta nghe lời nói dối thường xuyên diễn ra hàng ngày thì chúng ta tưởng là đám đông cũng nói giống vậy, và chúng ta mặc nhiên đó là điều sự thật giả dối, và chúng ta cứ đinh ninh tưởng nó là sự thật. Có những điều người ta cho là thuyết âm mưu, và người ta mặc định trong trí óc và bộ não tư duy theo hướng đó, và mọi thứ dù nó là hiển hiện trước mắt của chúng ta, chúng ta vẫn cho nó chỉ là âm mưu và hoàn toàn không có thật. Ít ai có thể dừng lại và đặt câu hỏi là tại sao nước Mỹ trong thời gian ngắn gần đây lại liên tục những sự việc xả súng như vậy. Điều gì ở trong cuộc sống, trong thiên nhiên cũng có nguyên nhân của nó, và người Việt chúng ta vẫn thường hay nói không có lửa làm sao có khói. Và thậm chí nhiều người vì mục đích gì đó họ đã dẫn dắt chúng ta theo hướng của họ. Rõ ràng chúng ta vừa lại phải chứng kiến thêm một sự thật đau lòng nữa, đó là việc xả súng hàng loạt xảy ra tại Philadelphia ở Tennessee, khiến cho 5 người đã qua đời và hàng chục người khác bị thương. Nhiều người cũng đã cảnh báo cho chúng ta biết đó là những chiêu trò spam cho những sự việc xảy ra hàng loạt trên khắp Hoa Kỳ. Để dựa vào đó, họ lấy cái cớ để kiểm soát súng đạn, và bây giờ nó đang diễn ra và diễn ra hàng ngày. Không chỉ vậy, mật độ diễn ra càng ngày càng nhiều hơn và khiến cho chúng ta vẫn cứ đinh ninh đó chỉ là thuyết âm mưu mà thôi. Chỉ nhìn lại trong 2 ngày cuối tuần vào ngày 4 tháng 6 vừa qua và ngày 5 tháng 6 vừa qua thì ít nhất đã có 6 người thiệt mạng và 25 người khác đã bị thương vì súng trong 2 vụ khác nhau ở các tiểu bang Tennessee và Pennsylvania. Thực tế không phải là do cái súng mà do con người, mà người ta đang đổ lỗi cho một khẩu súng. Ở tại Pennsylvania, sự việc đã làm lấy đi cuộc sống của 3 người và gây tang thương ít nhất là cho 3 gia đình trực tiếp đến 3 ngày này. Sự việc xảy ra tại khu giải trí nổi tiếng ở tại trung tâm thành phố Philadelphia, và chính quyền thành phố họ cho biết rằng cảnh sát tuần tra khu vực trên đường South Street ở trung tâm Philadelphia và nghe thấy nhiều tiếng súng và chứng kiến một số nghi can xẻ súng và đám đông ngay trước nửa đêm. Ông Page, thanh tra sở cảnh sát, cho biết trong một cuộc họp báo như vậy. Một cảnh sát viên
đã bắn một trong những nghi can từ khoảng cách 30 foot, nhưng không rõ là có trúng hay không. Ông thanh tra này nói, không thể tưởng tượng hình ảnh có hàng trăm người đang vui vẻ trên đường ở Southwick, nhưng họ vẫn làm vào cuối tuần thì sự việc lại xảy ra như vậy. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đã mất mạng trong sự việc. Thanh tra cảnh sát nói tên của nạn nhân chưa được chính quyền công bố. Ông Damien, phát ngôn của bệnh viện Thomas Jefferson University Hospital cho biết, trong số 10 người được đưa đến đây thì đã có 3 người đã chút hơi thở, 6 người trong tình trạng ổn định và 1 người được xuất viện. Nhiều người e rằng, và trong cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta cũng chia sẻ là bây giờ đi chợ cũng cảm thấy không yên tâm bởi sự việc như vậy vẫn liên tục xảy ra. Và một câu nhận định của nhiều người thấy rằng họ đang làm cho sự việc này diễn ra nhiều hơn trên khắp Hoa Kỳ, để họ lấy cớ đó để mà thực hiện ý đồ của họ, đó là tước đi cái quyền được bảo vệ và sử dụng vũ khí của người Mỹ. Bởi trên toàn thế giới này chúng ta nhìn thấy Hoa Kỳ là một quốc gia dẫn đầu. Nếu họ có thể kiểm soát được quốc gia này thì tất cả những quốc gia khác không là chi. Bởi bài toán phép thử về dịch bệnh và về vaccine vừa qua đã cho chúng ta thấy rõ về nhân loại ngày nay. Họ không còn định hướng và họ chỉ dựa vào truyền thông và theo dẫn dắt của truyền thông mà thôi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.